Chào buổi sáng em với tất cả mọi người. Bây giờ ba mẹ Sói Trích đang đưa em Sói đi xuống nhóm chơi ngày thứ 6. Còn em Trích thì đang ở nhà tắm nắng chơi với bà ngoại. Ravi hula la. Hula la. Who's that? Who's that, Ravi? Who in the camera? Aww. Ngó nghiêng cái gì đấy hả con? Raphael. Where's your shoe, Ravi? Where's your shoes? Where's your blue shoes? Mommy got your shoes? Yeah, trời nắng thế này nhưng mà ra ngoài khá là se se lạnh. Ngày hôm qua đi xuống dưới đấy khá là lạnh con nhỉ? À, thế mà mẹ lại mặc quần jog hôm nay. Mẹ rút kinh nghiệm, mẹ mặc quần dài. Và mẹ Sói đã quay trở lại với tất cả những cái quần bò mà trước khi bầu bí mình vẫn mặc. Size extra small. Skinny jean, extra small. Bụng phẳng lì. Wahaha. Raphael, em chào hôm nay mặc áo mới kia. Mặc áo mới cho mới cho mới kia. Ví dụ no. No, no, what? Why are you saying no? Và hôm nay thật tình cờ là thật bất ngờ là mẹ Sói đi ra ngoài mặc cái áo len màu xanh rêu này thì quay lại thấy ba Sói cũng mặc áo phông màu xanh rêu. That same color. Thomas. Yeah. What's that? Thomas. What color, Thomas? Blue. Blue. That's right. What color is Emily? Red. No. No. What color is Percy? Green. Green. Yeah. Green. Touch it. Raffy, touch it. Trying to touch it. Is that funny? Uh-oh. You want to try one more time? You want daddy help? Daddy help. Oh. Whoa. Do you want daddy help? Daddy might need to put another one in. Okay, ready? Okay. New one. One, two. Raffy, look. Oh, he put it in there. There, Raffy, look. Look, Baba. Ready? Baba, look. Wow, the monkey hair coming. Baba. Không để ý gì đến ba thế hả con? Này con này nhìn này. Raffy, look. Look. Monkey hair. Ooh. Baba, look. Ooh. You can do it. You do it. You press it. Wow! That's a lot. Oh, oh no. Oh no. He's scared of it. Do you want mama help? Oh, done. Oh, done. Oh, finish. Oh, no, we have to Raffy, hello. Yeah, can mommy see your sticker? Is that a family sticker? Yeah, put it in your hand. Good boy. Is that mommy, daddy, Raffy, and Zoe? Yay! Go, 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 Raffy, go, go. Go, 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 go. Sit down, sit your bum. Good boy. One, two, three, go, 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 go. Whee! Do you want mommy holding it? Do you want mommy keep it? Mommy keep it in here, okay? Mẹ dán lên trên máy quay này, mẹ giữ cho em nhé. Okay, here you go. Here you go. Put it in here. Hôm nay trước khi đi về thì em Sói có ra chọn cái sticker. Em chọn cái gia đình. Xong rồi là em nhìn vào đấy em nói đấy là mommy, daddy, Raffy and Zoe. Hiya. Up. Go, go, go. Raffy, go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Yippee. There you go. Okay, Raffy, mommy waiting you here. Raphael, I'm waiting you here. Raphael, where are you?
Hello, hello, monkey. Go, 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 Robby. Oh, hello. Hi, monkey. Robby, say hi, mommy. Yeah. Hi, Robby. Yay. Wee. You climb up again? Again? Go, go, go. Go, go, go. Watch out. Watch out. Good boy. Very good, Rafi. Up. Up you go. Well done, Rafi. Well done. Go, go, go. Go, go, go. Raphael. Nào, con có xuống nữa không nào? Con xuống đường nào nào? Rafi. Where are you gonna go? That way? Ooh. 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 Hey. Raphael. Rafi. Mommy waiting. Oh no. Oh no. That's daddy. Oh no. Yeah. Come on. Come on then. Raphael. Oh no. No, 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 no. There you go. 1, 2, 3. Go. That's daddy. Go, Rafi. Go, go, go. Hello. Wee. Bây giờ ba bế Trích này, để bà với mẹ ăn trưa này. Sau đấy thì là bà sẽ ra bế Trích để bà ra ăn trưa nhá. Sói đang ngồi ăn trưa với bà ngoại. Còn đây là cơm mẹ sói Trích làm cho ba này. Cơm, thịt rang, hành khô và đỗ luộc. Yeah. Nhằm nhằm nhằm. Set up Rafi. Up. Hôm nay bà nội sang, bà nội mua cho sói thêm 2 cái tàu nữa. Oh, thế là bao nhiêu tàu Thomas ý? Con ngồi lên đây nào Rafi. Lunch. Hay là muốn nhịn đói như hôm qua hả con? Cũng được. Nhằm cân. Nha. Nhanh cân trước. You're funny. Không hề buồn cười một tí nào con ạ. Now. Come on. Sit up. Sit. Have your din din. Yeah, that's Thomas. Hi, Thomas. Now. There you go. Do you want mommy help? Do you want mommy help? No. There you go. Pa-la-pa-pa. Okay, so you gonna get hungry like tomorrow, like yesterday, like last night, okay? Thế thì con sẽ đói như ngày hôm qua thôi, okay? Don't say it. Not funny. It's not funny. Eat your lunch. Hurry up. And then drink your Superman water. Thôi mẹ không nói chuyện với em nữa, nhá. Ôi trời ơi, con gái con lứa. Oh, it's okay, it's okay. Mommy sorry. Đang định nói xấu em thì em biết em mọi ẹ à? Em biết vì sao không? Vì hôm nay em ngủ mà em không sâu giấc gì cả. Từ lúc mẹ về đến bây giờ, chú chi xong rồi em cứ o ẹ thôi. Thế em cứ chi chuyện đánh giấm phụp. Mẹ giờ bìm ra thì chẳng có cái gì trong đấy cả. Nhưng mà mẹ đã cởi ra rồi thì mẹ lại phải thay cho em đấy. Cứ một tiếng lại thay một chiếc, một tiếng lại thay một chiếc là thế nào nhở? Mẹ đặt vào trong cũ thì lại óe lên. Lại xì hơi. Buồn cười quá. Buồn cười quá thôi. Trích ơi. Đấy, từ trưa nay anh sói là cũng không ngủ kìa. Raphael, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bây giờ là 4 giờ chiều rồi đấy anh ạ. Quần của con đâu rồi? Con tự cởi quần ra để làm cái gì đấy? Hả? Đây còn lôi cả quần con ra đây để làm gì đây? Rafi, stop it. We're not watching it now. No. Ba thì đã vào trong phòng của sói và chiếm lĩnh cái giường của sói. Đấy. Trưa nay ba mẹ sói có một cái câu chuyện. À, có một cái cuộc trò chuyện. Nó mang tính chất hơi nghiêm túc một tí. Ba mẹ hơi căng thẳng một tí.
Rafi, Raphael, Raphael. Chỉ là cái chuyện thời gian, tắm giặt, ăn uống, để luyện cho em chói với em chích cho nó đồng giờ với giờ thôi. À, ba mẹ phải bàn bạc, phải bàn bạc. Rafi. Ôi dồi ôi. Lôi cái túi bin bag ra đấy để thoải mái hả con? Ôi dồi ôi, thoải mái chết nhỉ. Ôi dồi, kéo áo. Quần thì không mặc, kéo áo xuống để làm cái gì hả? Hey. What's that? Con đang ngồi ở bãi biển à? Hả? Rafi. Ôi dồi. Ị thì cũng không phải ị. Thế mà lại cởi quần ra để làm chê gì chê nhở cái thanh niên này nhở? Raphael. Thế là mẹ ngồi đây cả buổi trưa với hai anh em. Mẹ đang buồn ngủ xíu cả mắt vào rồi thế này. Rafi. Rafi, come here. Raphael. Come to mama. Hey. Làm thấy gì ấy? Này. Uh-oh. What are you doing? Ôi dồi, đấy có phải chăn đâu mà đắp hả con? Đấy là cái túi ngồi mà. What are you doing? Rafi? Raphael? Where's your dad? Where's your daddy? Can you go and find your daddy? Rafi. Kiểu này là kiểu đang gọi là dằn vặt giữa cái việc đi ngủ hay không đấy ạ. Vì là giờ này là chẳng ai chơi với rồi. Bà ngoại vào trong phòng bà ngoại nghỉ ngơi từ buổi trưa. Bởi vì là mẹ sói trích phải luyện lại cho em sói cái thói quen tự trèo lên giường mà đi ngủ. Nên là phải nhờ bà ngoại là bà ngoại về phòng ngồi nghỉ ngơi ở trong phòng đi. Để không có ai ngoài này với sói cả. Đấy. Thế mẹ đang luyện cho em như thế rồi. Thì ba lại đi sang bên phòng em. Ba trèo lên giường em. Để ba nằm. Để ba định cho em đi ngủ đấy. Thế là thôi. Em lại chạy ra ngoài. Và cuối cùng ba ngủ mất. Thì bây giờ còn mỗi mẹ với sói với chích thôi. Rafi. Who's that? No, who's that? That's right. Come, Rafi. Nhanh. Mommy. Yeah. Mommy. Đây này, ba ra dưới đây này. Come on. Come on then. Where's your Thomas? Where's your Thomas? Where's your new Thomas? Where those two Thomas Nana got you? Bà nội mới mua cho con hai em Thomas, một em bật đèn được với một em bình thường đâu rồi. Rafi? Do you want more train set? Do you want to have more train set? Ooh, where are you going? You got a good sleep? Rồi keep... Fine. You want curry tonight? Yeah. What time? Raphael. I should take that to the airport. Raphael, what time? At 4 tomorrow, the morning. Yeah. Bây giờ là 4:10 rồi và em Trích vừa mới về cũi để nằm. Thì mình mới có thời gian dành cho bản thân đây. Và bây giờ thì mình sẽ ngồi uống trà. Trưa nay bà nội sói trích sang thì bà nội sói trích có mua quà cho em sói này, mua cho em sói thêm hai cái tàu Thomas mới nữa với cả một quả bóng hơi Thomas để cho em ấy chơi, và mua cho mẹ sói trích một hộp sô cô la sô cô la Lindt nhưng mà vị dâu tây, vì mọi người trong nhà biết là mình thích ăn cái sô cô la Lindt này nên là mọi người kiểu hay mua ấy, mọi người đi đâu là mọi người hay để ý rồi là mua về cho mình ấy.
Có bạn trên YouTube có để lại comment và nói là từ khi em Trích sinh ra là không thấy ông bà nội của sói Trích sang thăm sói Trích. Thì không phải đâu các bạn nhá, mà ông bà có sang, thế nhưng mà bởi vì ông nội của sói Trích là chưa có cái mũi tiêm whooping cough như ở những cái vlog trước mình đã chia sẻ rồi, nên là trong một cái tháng đầu khi mà em Trích chưa có cái mũi tiêm của em ý, tức là cái vaccine của em ý, thì là những người mà chưa có cái mũi tiêm whooping cough đấy thì là không được trực tiếp, tức là tiếp xúc trực tiếp, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với em Trích, tức là có thể đứng, có thể nhìn em ấy từ xa nhưng mà không kiểu ôm, không kiểu gần em ấy được ý. Thế nên đấy là cái lý do mà ông nội sang đây, nhưng mà ông nội không thể bế Trích được. Và ông nội cứ đợi cho đến khi em Trích có được cái mũi vaccine tháng đầu tiên của em ý thì ông có thể sang kiểu ôm ấp bế Trích được ý. Và ông bà nội sói thì vẫn sang đây chơi bình thường, và em sói thì cũng sang bên nhà ông bà chơi bình thường. Như hôm trước thì em sói có đi ra ngoài đi công viên với ba này, với ông bà nữa, chứ không phải là ông bà không sang để thăm sói Trích đâu, các bạn đừng có hiểu lầm nhá. Và ông bà nội của sói còn đi làm việc nữa, chứ không phải là ông bà nghỉ hưu hay là ở nhà. Mặc dù nhà gần như thế này nhưng sáng nào ông bà cũng đi làm từ 4 giờ sáng và đến 7 giờ chiều. Tức là ông nội thì về sớm lúc 4 giờ, nhưng mà về đến nhà thì ông còn phải nấu bữa tối cho bà nội nữa, rồi là ông nghỉ ngơi nữa. Cái đường đi làm của ông rất là xa, từ đây đi đến chỗ công ty của ông một buổi sáng thì mất phải một tiếng đồng hồ, hơn một tiếng đồng hồ, sau đấy thì lại cả đi về nữa. Đấy, và ông làm việc cả tuần. Bà nội cũng thế, bà nội cũng đi làm từ 4 rưỡi sáng và có những hôm 11 giờ bà mới về đến nhà, 11 giờ tối ấy. Còn bình thường là cứ 7 rưỡi, 9 giờ tối bà mới về đến nhà. Và bà làm cả cuối tuần nữa, nên là ông bà nội của sói Trích khá là bận rộn. Đây trà mình pha rồi, chocolate đây, còn sói đang ăn custard này và không chịu mặc quần vào. You want mommy help? Would you like mommy help? There you go. Bim. 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 Hôm nay em lại không ngủ trưa thì tối em lại đi ngủ sớm thôi. Nè, em đang lưu diêu ngủ thì em Trích hét lên, thế là mẹ vào bế em Trích ra thì thôi cả hai anh em cùng tỉnh luôn. Finish hả? All done. Ui, cẩn thận vào áo con. All done. Finish. All done. Đi ra ngoài và ba mặc quần vào cho nhanh. Hurry up. Do you wanna go out and play with the ball? Đây là quả bóng bà mới mua cho em đây. Do you wanna go and play the ball? Boo! Wow! Boo! Funny. Yeah. If you wanna play with the ball, you need to wear your jean on. Raphael. Nè, để xem em sao có thích ra ngoài chơi đá bóng với ba không nào. Mẹ thì ngồi đây uống trà nghỉ ngơi đã. Em Trích ngủ đây cho mọi người nhìn em Trích đây. Đấy. Bây giờ em mới yên đấy, chắc là em đầy hơi nên là em cứ xì hơi liên tục thôi. Thank you.
Ba thì tắm cho anh sói, mẹ thì tắm cho em Trích. Bây giờ ba với sói vừa mới sang bên nhà ông bà nội, vì là tối nay thì hai vợ chồng mình với em sói sẽ sang bên nhà bố mẹ để ăn tối cà ri với bố mẹ. Ngày mai thì ông bà nội của sói Trích sẽ có một cái chuyến bay đến một cái vùng nào đấy, mình cũng không nhớ tên lắm, tên khá là dài bắt đầu bằng chữ K, nhưng mà mình không nhớ nổi tên của vùng nào, nhưng mà chỉ ở trong phạm vi nước Úc này thôi, và ông bà sẽ đi du lịch trong vòng một tuần. Nên là sáng mai thì ba sói Trích sẽ phải dậy sớm từ 4 giờ sáng để sang đưa ông bà đi ra sân bay này. Bây giờ thì mình sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây để vào tẩy trang, tắm qua, sau đấy thì sang ngồi ăn tối với mọi người. Và về nhà còn có thời gian để ngồi dựng vlog và nén vlog nữa. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói Trích thì chia sẻ vlog của nhà sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà sói Trích. Và nhà sói Trích sẽ lại tiếp tục gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhé. Bye.